Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí về việc ghi nhận 5 trường hợp. Bệnh nhân thứ 102 đến 106 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư. Thông tin trường hợp bệnh. Trường hợp số 102, mã số BN 1.710.270. Họ và tên LHD, năm sinh 2021, địa chỉ thường trú, xã Trăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có vaccine cho đội tuổi này. Bệnh nhân được lấy mẫu và cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, nơi cách ly điều trị bệnh viện phổi. Trường hợp số 103, mã số BN 1.710.271, họ và tên LTMH, năm sinh 2011, địa chỉ thường trú thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có vaccine cho độ tuổi này. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30 tháng 12 năm 2021, nơi cách ly điều trị, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. Trường hợp số 104, mã số BN 1.710.272, họ và tên DQC năm sinh 2011, địa chỉ thường trú thị trấn Xìn Hồ, huyện Xìn Hồ, tỉnh Hai Châu. Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vaccine cho độ tuổi này. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30 tháng 12 năm 2021, nơi cách ly điều trị Trung tâm Y tế huyện Xìn Hồ. Trường hợp số 105, mã số BN 1 triệu 710.273, họ và tên HVT, năm sinh 1984, địa chỉ thường trú, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Địa chỉ hiện tại, bản Sàng Phìn, xã Sa Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Hai Châu, đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine. Bệnh nhân được lấy mẫu và cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30 tháng 12 năm 2021, nơi cách ly điều trị, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. Trường hợp số 106, mã số BN 1.719.666, họ và tên CHM, năm sinh 1984, địa chỉ thường trú khu 5 thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, đã được tiêm phòng hai mũi vaccine. Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 31 tháng 12 năm 2021, nơi cách ly điều trị Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. Yếu tố dịch tễ Tất cả các ca bệnh trên đều được ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ, có liên quan đến ổ dịch thị trấn Sìn Hồ. Trong đó, ca bệnh số 102 là F1 của bệnh nhân số 93, có mã BN 1 triệu 679.560. Ca bệnh số 103-104 là F1 của bệnh nhân số 85, có mã BN 1 triệu 668.368. Ca bệnh nhân số 105 là F1 của bệnh nhân số 56, có mã BN 1 triệu 605.162. Và bệnh nhân số 59 có mã BN 1 triệu 605.173 ca bệnh số 106 là f1 của bệnh nhân số 87 có mã bn 1.668.370